Quy luật số 6, luật phản chiếu. Luật phản chiếu nói rằng những đặc điểm mà nhận ra ở người khác mà điều bạn nhận ra ở chính mình, cả tích cực lẫn tiêu cực. Những gì bạn ngưỡng mộ ở người khác, bởi vì nó cũng tồn tại ở trong chính bạn. Những gì bạn chống lại trong chính bạn, bạn sẽ không thích ở người khác. Những gì bạn sợ hãi ở người khác cũng chính là nỗi sợ hãi bên trong bạn. Luật phản chiếu là một quy tắc trong tâm lý học và giáo lý tâm linh. Đó là những phẩm chất, hành vi và đặc điểm mà chúng ta nhìn thấy và phản ứng với người khác chính là đang phản ánh thế giới nội tâm của chúng ta. Theo luật này, phản ứng của chúng ta đối với người khác hoạt động như một tấm gương, nó tiết lộ những khía cạnh và bản chất thực sự bên trong của chúng ta, cả tiêu cực lẫn tích cực. Và sau đây là một số khía cạnh chính của luật phản chiếu. 1. Nhận diện những đặc điểm tương tự. Những gì mà chúng ta ngưỡng mộ hoặc đánh giá cao ở người khác thường phản ánh những phẩm chất mà chúng ta coi trọng hoặc nhận ra nó cũng tồn tại ở trong chính mình. Điều này bao gồm ở kể cả những tài năng, đức tính, thành tựu hoặc ngoại hình. 2. Phản ánh các vấn đề của nội tâm. Thì các đặc điểm hoặc hành vi ở người khác gây ra những phản ứng mạnh mẽ như tức giận, khó chịu thường chỉ ra các vấn đề chưa được giải quyết bên trong của bạn. Có thể một vết thương sâu thẳm bên trong của bạn cần được chữa lành. Đây là một dấu hiệu cho bạn nhận ra vết thương đó. 3. Nỗi sợ hãi và sự bất an. Luật phản chiếu cho rằng những gì chúng ta sợ hãi hoặc phản ứng tiêu cực với người khác có thể đại diện cho nỗi sợ hãi và sự bất an mà chúng ta cũng đang có ở bên trong mình. Đó có thể là những khía cạnh của tính cách mà chúng ta cảm thấy mình vẫn chưa hài lòng, không thoải mái hoặc chưa thể chấp nhận được của mỗi chúng ta. 4. Phát triển bản thân và tự nhận thức. Luật này phục vụ như một công cụ giúp phát triển bản thân và tự nhận thức. Bằng cách thừa nhận và suy ngẫm về những phản ứng của chúng ta đối với những người khác, chúng ta có thể nhìn nhận một cách khách quan và sâu sắc hơn về tính cách, niềm tin và nỗi sợ hãi, cũng như những tổn thương bên trong của mỗi chúng ta. Nó cung cấp một cơ hội để chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình và sử dụng những hiểu biết đó nhằm vào mục đích phát triển bản thân, cũng như tự cải thiện. 5. Bản chất của sự chống đối. Theo luật này, những gì chúng ta chống lại hoặc không thích ở bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể chống lại hoặc không thích ở người khác. Điều này có thể biểu hiện trong việc chỉ trích hoặc phán xét người khác qua những đặc điểm mà chúng ta cảm thấy không thoải mái ở chính mình. 6. Cơ hội cho sự chữa lành. Những tương tác và phản ứng mà chúng ta có với người khác có thể cung cấp cơ hội cho việc chữa lành. Bằng cách nhận ra những phản chiếu mà người khác mang lại, chúng ta có thể giải quyết và làm việc với những vấn đề còn đang tồn tại trong nội tâm của chính mình.